Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ 4 đối tượng Phạm Ngọc Thảo, 38 tuổi, Đặng Thị Toan, 34 tuổi, Lê Quốc Tuấn, 36 tuổi, Ninh Ngọc Vinh, 50 tuổi. Cả 4 đều ngụ thành phố Long Khánh để điều tra về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo hồ sơ công an, Thảo và Toan là những đối tượng lười lao động lại ăn chơi đua đòi để có tiền tiêu xài. Chỉ trong một thời gian ngắn, cả hai thực hiện trộm cắp 5 xe máy trên địa bàn huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, rồi mang bán cho Tuấn và Vinh, và hai người chưa rõ lai lịch. Lấy tiền chia nhau tiêu xài, và cuộc điều tra công an đã tiến hành bắt 4 đối tượng trên để xử lý.